Nào, bù tí, ra bù tí nhanh. Đứa nào vừa đòi bù tí? Ra bù tí nhanh. Nào. Hả? Có bú không? Nào, cay thì đừng kêu nhé. Nào, bú đi. Này. Nhanh, ra bú nhanh. Vừa nãy đòi mẹ. Vừa nãy đòi kéo áo mẹ lên. Nào, bú đi. Nào. Này. Hả? Cái gì? Cay á, cay không cay cũng phải bú luôn ấy, đòi. Ra đây, ra đây, ra đây. Mẹ đã nói cay rồi còn không nghe, còn cứ cố tình. Nào, đi ra đây. Nhanh lên. Nhanh, ra đây. Nào, bú đi. Không, phải cất này, kéo, kéo mẹ xuống cất này. Nào, bú đi. Không, bú, phải bú. Không, phải bú. Nào. Nào. Chạy trốn nào, chạy trốn nào. Chạy trốn nào, chạy trốn. Không muốn chạy trốn. Ra đây. Nào, nào, bú đi. Bú. Bú nhanh. Từ sau có đòn nữa không? Từ sau có đòn nữa không? Từ sau con có đòn một tí nữa không? À, cái gì cất, cất, cất. Cất tiền ô lấy áo mẹ che, lấy tay lấy áo mẹ sao? Này, không, phải bú. Không được phép, không được phép không bú. Đòi, lúc nãy con đòi mà. Nãy mẹ nói con không nghe, mẹ bảo cay. Nào, bú, nhanh. Không bú à, bú đi. Nào, thế lần sau có đòi nữa không? Hả? Lần sau con có đòi nữa không? Lần sau không đòi nữa nhá. Hả? Lần sau con không được đòi mẹ nữa nhá. À, cất, 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 ủa, cất, cất. Sợ chưa? Con có sợ chưa? Ừ, nó không đòi mẹ nữa như chưa? Ừ.